Thưa quý vị, bây giờ thì tôi đang có mặt tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Nơi đây không chỉ là khu bảo tồn với sự đa dạng của các động thực vật, mà từ nhiều năm qua, nơi đây còn triển khai nhiều hoạt động cứu hộ các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam, trong đó có loài TT. Chị Nơ như vậy, chúng ta cũng đã vừa thăm một con TT Java và một con TT vàng. Vậy thì cụ thể thì hai cái loài TT này khác nhau ở những điểm gì nhỉ? Thì với TT Java này, TT Java thì sẽ có phần đầu thuôn dài này, có phần đuôi thì dài hơn TT vàng. Tại vì là với cái đặc điểm mà khả năng leo trèo tốt của TT Java ấy, thì TT Java sẽ cần đuôi dài để có thể sử dụng đuôi để bám cũng như là giữ thăng bằng tốt hơn khi mà leo trèo lên cây. Và cái về TT vàng thì sẽ có phần đầu ngắn và to hơn so với TT Java, và tai của TT vàng cũng to hơn tai của TT Java. Vậy thì cụ thể công việc thường ngày của mỗi nhân viên ở đây cụ thể là gồm những công việc gì hả? Khi bắt đầu một ngày mới thì tất cả mọi người được phân công công việc thì sẽ đi kiểm tra tình trạng sức khỏe động vật, kiểm tra về tình trạng phân, nước tiểu cũng như là cái lượng thức ăn mà cá thể động vật đó đã ăn hết là bao nhiêu. Và sau đó thì sẽ tiến hành là dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ. Đó. Đấy là công việc của buổi sáng. Bây giờ sẽ cần phải chúng ta sẽ cần phải đi kiểm tra mấy con TT nữa đây. Thì ngày thì như em bây giờ thì em sẽ kiểm tra hết khu vực kiểm dịch này thôi. Tại vì là mỗi ngày tất cả các động vật tại trung tâm sẽ đều phải được kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cho các bạn TT tại đây. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi kiểm tra những cái con TT tiếp theo nhé. Về đặc điểm hình thái thì chị thấy là... Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được tìm hiểu những công việc trong một buổi sáng của các nhân viên tại trung tâm xếp Việt Nam Wildlife. Và tiếp theo bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tôi tới xem cái công tác khám chữa bệnh cho các cá thể TT tại trung tâm này thì diễn ra như thế nào nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thì tôi đang có mặt tại phòng thú y. Và xin chào Triều, hiện nay thì không biết là cá thể TT này thì đang bị bệnh gì vậy bạn? Chào chị, em hiện tại là bác sĩ thú y ở Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã tại Việt Nam. Em sẽ khám kiểm tra lại sức khỏe bạn TT cứu hộ sau 2 tuần. Lúc cứu hộ về thì không phát hiện có vết thương, nhưng mà cá thể trong quá trình chăm sóc thì cá thể không ăn trong vòng 1 tuần. Sau khi kiểm tra kỹ thì bọn em cần phải tiến hành chụp X-quang thì bọn em phát hiện là cá thể bị gãy xương hàm. Và hiện tại thì quá trình lành của xương đang tốt và cá thể đang có dấu hiệu ăn uống trở lại được. Thì hôm nay em sẽ kiểm tra lại để xem cái tình trạng sức khỏe của bệnh cá thể đang tốt hay không. Rồi, mời bạn. Vậy thì trước đó cá thể TT này bị làm sao nhỉ? Trước đây cá thể TT được người dân phát hiện và bọn em đến trực tiếp tiếp nhận cá thể đấy. Và bọn em qua kiểm tra ban đầu thì cá thể này là cá thể TT vàng. Hiện tại tình trạng của cá thể là đang rất nguy cấp ở Việt Nam và một năm bọn em chỉ cứu hộ vài cá thể. Và trong thời gian qua thì trung tâm cứu hộ của mình thì đã được biết là đã cứu hộ rất nhiều cá thể TT đúng không? Vậy thì đa phần các cái bệnh mà các cá thể TT này gặp phải khi mà đội cứu hộ phát hiện ra là những bệnh gì? Thợ săn sẽ bắt từ trong rừng về và nhiều cá thể bị thương do mắc phải bẫy và mắc bẫy trong thời gian dài dẫn đến các vết thương hoại tử nhiều ở vùng chi, vùng đuôi. Một số cá thể thì tình trạng suy nhược cơ thể rất nặng bởi vì là
quá trình buôn bắt và vận chuyển trái phép xảy ra trong thời gian dài và cá thể không được bổ sung thêm nguồn thức ăn, nguồn nước. Một số cá thể còn thể còn mang một số bệnh truyền nhiễm, nên vì vậy là nhóm thú y bọn em cũng cần phải là chuẩn bị kỹ lưỡng để mà phòng tránh các và đưa ra những chỉ định hay là chẩn đoán cần thiết. Chiều ơi, vậy thì sau một quá trình bạn đã kiểm tra sức khỏe siêu âm cho TT, vậy thì đánh giá tổng quan thì sức khỏe TT hiện nay thì như thế nào? Em kiểm tra thấy cá thể TT đã ăn uống trở lại tốt và các cơ quan hiện chức năng hiện nay đều hoạt động bình thường. Khi mà đã ổn định rồi thì cũng sẽ sớm trở về môi trường tự nhiên đúng không? Vâng, đúng rồi. Với Chiều, trong cái quá trình mà khám chữa bệnh cho các cá thể TT này thì đâu là cái khó khăn nhất nhỉ? Một điều mọi người thường lầm tưởng về TT là TT có răng, nhưng thực tế là TT không có răng và TT không bao giờ có chủ đích hay là không tấn công các loài khác, không chỉ là đối với con người. Và cái phản xạ đầu tiên của TT lúc gặp phải mối nguy thường là cá thể đều co lại hay cuộn lại. Cái việc đấy làm như mọi người thường lầm tưởng sai về TT là căng thẳng và có thể tấn công con người, nhưng mà các cá thể TT đều rất hiền và thường là khi gặp vấn đề khiến chúng sợ hãi, chúng sẽ cuộn lại. Đối với thú y bọn em lúc làm việc với TT nó sẽ dễ dàng hơn vì mình sẽ không lo vấn đề và bị TT cắn hay TT gây ra thương tích với mình. Nhưng cá thể TT cuộn lại nó cũng khiến cho bọn em khó làm việc với TT hơn, bởi vì là các cơ của TT rất khỏe và lúc chúng cuộn lại thì gần như là không thể gỡ được ra và bọn em phải tiến hành gây mê để kiểm tra. Rất cảm ơn Chiều với những chia sẻ này. Và thưa quý vị, bây giờ cũng đã đến giờ mà chúng tôi sẽ cùng theo chân với các nhân viên tại đây để có thể chuẩn bị những bữa ăn tối dành cho các chú TT. Và thưa quý vị, bước tiếp theo tôi cũng sẽ được tự tay chuẩn bị các khẩu phần ăn dành cho các bạn TT. Và xin chào anh Quyền ạ. Vâng, anh ơi, ở đây đó chính là trứng kiến và kiến đúng không ạ? Mình sẽ cần phải chuẩn bị như thế nào để có thể tạo thành những cái khẩu phần ăn, suất ăn cho TT đây ạ? Tức là mình bây giờ mình chuẩn bị là mình đổ rau đâu, mình trộn đều lên bắt đầu. Thường thường thì TT một ngày thì ăn một lượng như thế nào anh? Nó cũng tùy theo con thôi, theo trọng lượng của cơ thể của nó. Mình cho nó ăn, con tầm khoảng 7-8 cân thì nó tầm khoảng 3 lạng, 3 lạng rưỡi, tùy khẩu phần. Để cho tơi ra đúng không ạ? Tơi ra đây. Cái này là mình đều để từ trong ngăn đá ra đúng không ạ? Cái này mình đã đông từ sáng rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ... Mình cho lên cân này. Vâng. Cân để ước lượng một khẩu phần đúng không anh? Không, mình có biết từng con một này. Vâng. Có số. Bạn ở đây ăn nhiều nhất là bao nhiêu lạng anh? 3 lạng rưỡi. Bỏ vào một cái ống hả anh? Con khu bên ngoài mình cho vào ống để kiểu như cho chuột với côn trùng nó đỡ vào đây, đỡ gây bệnh. Thường thường TT thì thường là ban ngày thì sẽ ngủ, ban đêm mới ăn. Thì có nghĩa là ngày mình cũng chỉ cho TT ăn một lần nữa không? Ngày đúng cho anh? Ăn một buổi tối thôi. Thế này đã đủ chưa anh? Đủ rồi, vậy thôi. Mỗi con một suất một vậy. Vâng. Bước tiếp theo là mình sẽ... Cho con khác. Ở đây này. Cho con khác đúng không? Bạn này thì khoảng bao nhiêu hả anh? Con này 2 lạng rưỡi. Thế này chắc là anh cũng phải nhớ đặc điểm của mỗi bạn TT để... mình có thể cho đúng không? Thì mấy con ngoài này đấy mà này. Có số của đấy, cân của nó hết à? Vâng, thế là được đúng rồi đúng không anh? Em thấy anh vật những cái tùm cây này để làm gì đấy ạ? Cái này mình cho để hút vào cái nắp này để kiểu cho nó dán hết con trùng nó phải vào. Vâng. Không nhiều con là nó đấy, nó làm cái chân cái nó cào đây. Cào nó bới cả cái lá này đâu là nó ăn. Anh Quyền ơi, vậy thì ngoài trứng kiến và kiến thì không biết là TT còn ăn những cái loại thức ăn nào khác nữa à? Ngoài trứng kiến ra thì nó còn một số kiểu ăn cả mối, một số kiểu côn trùng bé bé. Và cái giờ ăn của TT thì thường là vào mấy giờ anh? Nếu mà giờ ăn của TT thường sớm nhất là tầm khoảng 7 giờ là sớm nhất, còn nếu một số con thôi.
Còn một số con thì nó tầm khoảng 9, 10 giờ, 1, 2 giờ sáng cũng có. Có nghĩa là mỗi con lại có một cái thời gian khác nhau đúng không ạ? Và sau cái công đoạn mà chuẩn bị thức ăn thì sẽ là công đoạn cho tê tê ăn đúng không anh? Vâng. Vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng mang những cái ống này đến các khu chuồng của tê tê đúng không ạ? Khu này đây, bên sàn khu này đi. Vâng ạ, vâng. À, anh Quyền ơi, bây giờ thì thức ăn cũng đã có rồi và anh em ta sẽ cho tê tê ăn đúng không ạ? Vâng. Mình cho ăn luôn đi. À, anh Quyền ơi, không biết là cái bạn tê tê này thì anh chăm sóc nhiều thời gian rồi, vậy thì bạn tê tê này có những cái đặc điểm gì anh? Điểm của bạn này là nó kiểu nó nhận dạng là nó kiểu bạn này là nó kiểu nó thân thiện nhất thôi. Vậy là trước đấy thì bạn ấy, sức khỏe của bạn ấy như thế nào anh? Và nó bạn này nó lúc cứu hộ về nó bị mới bắn là 13 viên đạn đây, về bác sĩ Thuy chăm cứu chữa rồi đấy chăm. Đến cái thời điểm này thì sức khỏe của bạn ấy như thế nào rồi anh? Bé của bạn này tốt rồi. À, TT Java thì cái lượng ăn của bạn này thì như thế nào? Và thường khoảng bao lâu thì bạn ấy ăn hết xong chỗ thức ăn kia? Tùy từng con, có con thì nó thường ăn tầm khoảng 5 đến 10 phút là hết. Có con thì nó lại tầm khoảng 30 phút. Còn với cái bạn này thì anh nhận thấy cái tốc độ ăn của bạn ấy như thế nào? Bạn này là ăn nhanh nhất đấy. À, vâng. Em cũng nhận thấy là có vẻ một cái bát kia sắp hết rồi đúng không anh? Vậy thì anh Quyền ơi, với những cái bạn TT mà đã có một cái sức khỏe ổn định như thế rồi, vậy thì khi mà tái thả trở về tự nhiên ấy, đặc biệt là với các TT mẹ thì chúng ta sẽ cần phải chú ý những gì ạ? Nếu mà những cá thể nào nó đủ điều kiện này tái thả về tự nhiên thì mình ấy cho vào bán hoang dã để mình theo dõi kiểu tập tính của nó đeo cây với ăn kiến sống nào là mình đủ điều kiện là mình cho về tự nhiên. Còn với đặc biệt với các cái TT mẹ thì mình sẽ cần phải chú ý những gì ạ? Phải chú ý tức là con của nó bắt buộc tầm khoảng cân, hơn cân thì mình mới tái thả được. Có thể thấy là nó ăn cũng rất là nhanh đúng không anh? Bạn này có thể là cả ngày bạn ấy ngủ rồi thì đây là tối là cái thời điểm mà cũng đói rồi đúng không ạ? Giờ này là giờ đã ăn. Bây giờ đã mời bạn cho con tê tê khác ăn, đi cho ăn. Vâng, ok ạ, vâng, mời anh. Anh Quyền ơi, không biết cái bạn tê tê này thì có đặc điểm gì nhỉ anh nhỉ? Hàng ngày khi mà anh thường xuyên cho ăn thì anh thấy bạn ấy như thế nào? Đặc điểm của bạn này thường hàng ngày là kiểu nó nhút nhát hơn cái mấy bạn khác. Bạn có ăn nhiều không ạ? Và nhìn qua thì bạn ấy có vẻ cũng rất là háu ăn đúng không ạ? Bạn này là ăn háu ăn đấy. Tê tê hiện thường là tê tê vàng là ăn háu ăn hơn là tê tê Java. À, đây chính là tê tê vàng đúng không anh? Và anh Quyền ơi, không biết là thường thường một ngày thì anh sẽ kết thúc công việc vào lúc mấy giờ ạ? À, thường là có bạn TT ra ăn tầm khoảng 7 giờ, có bạn là 8 giờ, có bạn là 9 giờ. À, thường là chúng tôi là kết thúc tầm 21 giờ là chúng tôi kết thúc công việc. Vậy thì làm cái công việc mà hàng ngày tiếp xúc với TT thì cho TT ăn thì cái đặc điểm nào của TT mà anh cảm thấy rất là yêu các bạn ấy ạ? Thậm chí giống như kiểu trẻ con ấy ạ? Đặc điểm của mấy bạn này là kiểu nhiều khi nó ăn này nhút nhát là mình kiểu tiếng động nói to đấy, động và là bạn bỏ ăn đấy. Thế nên là mình cũng cần phải rất là chú ý đúng không anh? Khi mà cho các bạn này ăn đúng không ạ? Bạn này cũng có vẻ rất là háu ăn đúng không anh? Bạn này háu ăn này. Vâng, bạn nào cũng rất là háu ăn. Thưa quý vị, bây giờ là 21 giờ đêm,
và cũng là thời điểm mà anh Quyền kết thúc cái công việc cho TT Ăn. Rất cảm ơn anh Quyền khi mà ngày hôm nay được đồng hành cùng với các anh chị ở trung tâm của mình, được hiểu hơn về các đặc tính của những cá thể TT ở đây và cũng như là các cái công việc thầm lặng của các anh chị ngày đêm làm việc tại trung tâm. Và hy vọng rằng qua đây sẽ có thêm nhiều người nâng cao hiểu biết của mình về các động vật hoang dã, từ đó góp phần bảo tồn các loại động vật hoang dã, trong đó có các cá thể TT ạ. Vâng, cảm ơn chương trình.